Em chào cả nhà nha, chiều nay em lên lô cá trứng nha cả nhà, cá trứng mới về nha, hàng này là hết hàng mấy tháng nay á, chiều nay có lại nha cả nhà nha, rất là ngon luôn nha, lô này rất là ngon, rất là đẹp nha, tỷ lệ trứng thì là 90-95% nha cả nhà, tỷ lệ trứng này là hàng tuyển nè, hầu như là full trứng nha, chỉ có lâu lâu thì sót một vài con thôi nha cả nhà nha, đó, rất là ngon luôn, một khay như vậy là 75.000 nha cả nhà, 75.000 một khay nửa ký nha, rất là nhiều luôn á, con cá nó rất là to, rất là tươi ha. Cực kỳ ngon luôn nè, đó cái này á, mà mình về á, mình nướng á, mình nướng muối ớt hoặc là mình lăn bột chiên giòn là hết sảy luôn nha, ăn vặt cũng ngon nè, làm mồi nhậu ăn cơm gì cũng ngon hết nha. Ai lấy nhắn tin giúp em liền nha, hàng này là hàng tuyển nha cả nhà, hàng tuyển nha, tỷ lệ trứng là 90-95% nha cả nhà nha, giá 75.000 một khay nửa ký như vậy nha cả nhà, quá trời chất lượng luôn á. Đây, ai lấy nhắn tin giúp em nha.